Hôm nay không ăn món mới sao bạn Vân? Không nha, hôm nay chỉ khác là mắm tôm mới đưa từ ngoài miền Bắc Ninh Bình quê mẹ vào đây thôi. Và em xin chia sẻ cách pha mắm tôm nha. Xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị em, bạn bè đang xem kênh của em Vân nha. Mọi người ơi, một buổi tối như thường ngày và hôm nay gia đình em sẽ ăn món bún đậu mắm tôm nha mọi người. Em đã đi lấy thêm một trái ớt nha mọi người. Bỏ vào đây mấy miếng bún vào đây. Hai miếng bún vào đây mọi người ơi. Thêm hai miếng thịt. Đậu hũ. Đây mọi người ơi, một đĩa bún đậu mắm tôm của em đây nha mọi người. Em sẽ múc vào đây. Mắm nè. Em mời mọi người nha. Lâu lâu là phải ăn khỏi bị ghiền nha mọi người. Bây giờ em sẽ ăn đĩa thứ hai nha. Em ăn xong á, chút xíu nữa em sẽ chia sẻ với mọi người cái cách pha mắm tôm mà có thể kinh doanh được luôn nha mọi người. Bao ngon luôn mọi người ơi. Trời ơi. Lâu không ăn mọi người ơi. Nó ngon.
Em xin chia sẻ mọi người pha mắm tôm nha mọi người. Em dùng dầu nóng này phi tỏi thơm lên nha mọi người. Rồi em sẽ dùng 3 thìa dầu đúng không? 2 thìa đường, 3 thìa mắm tôm, một chút xíu bột ngọt thôi nha mọi người. Mình phải cho chút xíu bột ngọt để nó dằn cái mắm lại á mọi người, để nó giống như kiểu là nó hòa vị vào mọi người. Nó phải có bột ngọt nó mới ngon cái mắm tôm nha mọi người. Và chanh, em dùng 3 thìa chanh nha mọi người. Mình đảo đều lên, trời ơi nó chấm nó rất là vừa mà nó ngon luôn nha mọi người. Em xin dừng video ở đây nha mọi người. Mọi người xem video mà thấy yêu mến em Vân thì cho em xin like, chia sẻ và nút đăng ký kênh để ủng hộ em nha. Em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video của em nha. Em xin chào, hẹn mọi người ở video tiếp theo nha.